Rồi ok. Vậy ta phải tìm những cái khách hàng nào mà mua hàng đúng không? Thì ta sẽ phải select gì đấy ạ? Sao? From gì ạ? Khách hàng. Đúng ạ. Rồi, join với bảng gì? À, join với bảng hóa đơn. On khách hàng thì để chữ K đúng không? Hóa đơn có để chữ tab đi đúng không? On K chấm mã, mã khách hàng. Một khách hàng có nhiều hóa đơn mà. Bằng gì ạ? Bằng tab chấm mã khách hàng đúng không? Thì những người này là người đã mua hàng rồi, hiểu không ạ? Nhưng tôi muốn kiếm người mua hàng sau cái ngày 1 tháng 6 cơ. Hiểu không ạ? À, thì phải gì đấy ạ? Where? Hóa đơn thì có cái gì? Ngày mua. À, hôm nay ông ghi lộn là ngày mau hàng. Cẩn thận nha. Ngày mua. Mua hàng. Lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn hoặc bằng cái ngày gì đấy ạ? Mùng 1 tháng 1 năm 2016. Đây nè, 2016. Ồ, đây 2016 hết đúng không? Ồ. Ồ, vậy thì cái này nó liệt kê hết. Liệt kê hết rồi. Đúng không? Liệt kê hết rồi. Thì bây giờ ta muốn mà lọc một cái trường hợp mà sau thì các bạn nên gì đấy ạ? Thêm một cái dữ liệu mà trước ngày đó 2015 chẳng hạn đúng không? Hoặc cô lấy một cái này đi. Các bạn có tháng 3, tháng 4 nè. Thì tôi lấy sau ngày tháng 4 đúng không? Ok. Các bạn nhớ là tháng trước ngày sau. Thì cái tháng 3 này nó sẽ bị loại đúng không? Thì các bạn check xem cái điều kiện có đúng không? Hiểu không? Để điều kiện nó đúng hơn thôi. Vậy ông tháng 3 nó bị lọc ra chưa? Rồi. Ok. Được không ạ? Cái điều kiện này do các bạn đưa ra mà. À, rồi bây giờ nè. Bây giờ nhiệm vụ cô là làm sao để loại được những cái người như vậy. Hiểu không ạ? Loại những cái như vậy. Thì một là các bạn sẽ thấy, các bạn để biết được có người chưa mua bao giờ thì các bạn có thể để lép choi, các bạn sẽ nhìn thấy được. Đúng không? À, nhìn thấy được hay không? Các bạn chỉ cần để lép choi bên kia nun là được cái gì đúng không? À, lép choi. Chạy nha, có ông nào không nha? Không có ông nào. Khoan, ta coi lại khách hàng ta có mấy người nè. 02, 03, 03, 04. Vậy có 01 không? 01. 02, 03. Ồ, vậy lép cho thì nó phải ra ông này chứ. Lép cho khách hàng. Khoan, cô sẽ lép cho ông khách hàng này coi. À, có anh 01 đây rồi. Nhưng anh 01 này anh sẽ có mua hàng đúng không? Có mua hàng nhưng mà mua sau trước. Ờ, à, thì là không được rồi. Vậy trường hợp này lép choi ông này ông không ra đúng không? Rồi, lép choi không ra. Đáng lẽ lép choi nó phải ra cơ. Lép choi trường hợp này nó có điều kiện quen thì nó không có ra nè. Bởi vì là anh này anh choi anh có hết. Anh lép choi là anh có hết. Trường hợp không kết nối thôi. Sau anh quen lại điều kiện xong. Cho nên không được, trường hợp này không được. Không được thì tôi sẽ làm theo cách này. Ta sẽ dùng cô lệnh lồng. Lồng nha. Select. Tôi coi cái này là một cô lệnh select nha các bạn. Tôi coi cái này là một bảng. Các bạn có đồng ý với cô đây là một bảng không? Ừ. Nhưng cô chỉ lấy khách hàng thôi. Tôi chỉ lấy khách hàng thôi. Tôi không lấy hóa đơn. Thì các bạn đây có phải là một cái bảng khách hàng mới không? Đúng không? Đây là một bảng đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ là tôi truy vấn dựa trên cái bảng này. Hiểu không ạ? Vậy tôi sẽ select sale from khách hàng. Đúng không ạ? Where not exist. Không tồn tại.
đón chung với cái này đúng không ạ? À ta xem có không nha, đây có 3, 3, 2, 3, 3, 4 thì về ông nào không có, ông 1 không có đúng không? Ồ vẫn không ra chưa được. Rồi một cái nữa nè, một cách nữa nè, tôi chỉ lấy cái gì đấy ID thôi, mã khách hàng được không? Tôi chỉ lấy những mã khách hàng mà họ mua hàng trong ngày này sau ngày này đúng không? Rồi tôi sẽ que gì đấy, mã khách hàng đúng rồi. Đây select sao from khách hàng where gì đấy hả, khách hàng chấm mã khách hàng, ok where cái mã khách hàng này đúng không, mà nó not in ở đây đúng không? Nó không thuộc cái này. Rồi coi nha. Đã chưa? Vậy điều đầu tiên tôi lấy tất cả những mã khách hàng mà họ mua hàng trước cái này. Được không? Sau đó tôi sẽ lấy những cái mã khách hàng nào nó không nằm trong cái danh sách này. Đúng không? Ok chưa? Không, cái này là cô dẫn dắt cho các bạn thôi, nhưng mà để mà làm cái này các bạn phải có một cái tư duy, phải biết trước, hiểu không ạ? Đó, tại vì cái này các bạn chưa học mà, cho nên cái tư duy các bạn sẽ không có suy nghĩ đúng hướng được, đúng không? Thì ta phải có cái hướng đi, các bạn phải có cái hướng đi, hiểu không ạ? Đây, đó là câu thứ nhất, câu thứ hai nha. Các bạn làm được những câu kia là cũng giỏi lắm rồi. Bây giờ câu này, hiển thị tên sản phẩm có lượt đặt mua nhỏ hơn lượt mua trung bình của các sản phẩm. À, lượt mua thì ta phải là gì đấy? Cao. Xong ta lấy trung bình của cao. Thì giống như cái này đó. Thì câu lệnh con đúng không? Câu lệnh con nè, lông nè. À, đầu tiên là phải tính cao rồi đã. Đúng rồi. Đúng. Tư duy vậy đúng rồi. Vậy vấn đề bây giờ ta thể hiện sao thôi, tư duy vậy đúng rồi. Đầu tiên nè, ta phải tính cao rồi đó đúng không? Đúng không? À đây nè, cao thì cao ở bảng nào? Giỏi, phải hóa đơn chi tiết. Phải hóa đơn chi tiết. Tại vì sao? À, có bao nhiêu lần mua thì nó nằm, sản phẩm nó nằm ở đây đúng không? Cao theo mã gì? Đúng rồi, cao theo mã sản phẩm. Rồi, vậy các bạn có thể làm thôi nè. Câu lệnh thứ hai nè. À đúng rồi, lớp 6 bài. Các bạn hiểu là được rồi, các bạn sẽ viết được code. Hiểu không ạ? Hiểu là được rồi. Bước thứ nhất nè, là select gì? Đây bây giờ nha, count thì phải sao, đếm thì phải sao, bây giờ viết câu lệnh đếm như nào, cao gì nữa, chờ máu hạt á, mã các bạn rồi,
Cô lên group bình thường thôi. Là cô nãy là Celeste nào vừa nói là thế thì nó lại bị bom. Em phải nói gì ra là không bình thường nói đi em. Để tôi điểm, tôi điểm gì hả? Rồi điểm gì? Là mới đầu làm cái này cái điều là bây giờ nè, bà phân tích lại nha. Trước tiên là tôi phải điểm cái đá, điểm theo gì? Thì cô lệnh viết điểm theo sản phẩm, viết như nào? Điểm có bao nhiêu lượt mua theo sản phẩm? Cao gì? Cao ngoài sản phẩm, cao bạn thấy làm. Đúng không? Em nghĩ là sao? Cao sao? Đúng không? Sao không? Nhưng mà bây giờ cái này cũng được, bây giờ hỏi đúng không? Cao cái gì cũng được. Nhưng mà theo các bạn có đúng không? Bây giờ cái này nó được điểm hết đấy, nó ra một cái giá trị thôi. Tất cả có 10 cái, 10 lượt mua đấy, 10 bản ghi nó điểm hết đấy. Bây giờ tôi muốn phải có gì? Anh này có gì em? Phải có mã sản phẩm để phân biệt đúng không? Sao cái gì nữa? Rồi cái này cô đặt là S số lượng đúng không, số lượt. Rồi thiếu gì nữa không anh? Thiếu gì nữa? Không cần tên sản phẩm à? Thiếu gót bài theo mã sản phẩm thôi đúng không? Rồi chạy thử nào. Chưa, mã 1 này có 4 lượt, mã 2 có cái này, mã 3 có cái này, mã 4 cái này đúng không? Bây giờ mới bắt đầu mới tính gì? À, tính trung bình. Đây nè, cái này được coi là một bảng. Tôi tính cho các bạn coi, được coi một bảng chưa? Rồi tính trung bình nè, select average của cái số lượt from, cái này các bạn đặt tên của nó là S table là số lượt đi, không phải bảng table lượt đi, cái này nè. Có thể lấy cái này chấm số lượt cũng được nè. Thì chấm ra chưa? Cho các bạn coi luôn nè. Chấm nó ra hai cột chưa? Thì có phải cái này nó tạo ra một cái bảng mới không? Tôi đặt tên bảng đấy chưa? Tôi gọi được tên bảng, chấm được chưa? Thật là vi diệu. Bây giờ chạy nhá. Có phải ra hai không? Ôi sao mình làm dài thế? Tôi đi từng bước, cô đi từng bước nha, cô không đi phức tạp. Cô đi từng bước, các bạn phải làm gì trước, đúng không? Tại vì cô làm nhiều rồi. Cô nói các bạn, cô còn làm những câu khó hơn cái này rất nhiều lần. Khó hơn mà cô còn phải đi, không phải làm được ngay. Có những câu cô không phải làm được ngay. Cô phải suy nghĩ, có thể suy nghĩ mất mấy ngày để làm một cái câu truy vấn để mà ra được cái report đó các bạn. Tức lắm luôn. Không thể thấy mà không sai. Đúng sao bạn? Sao mày đi giải thích lại mà lại vương cái đấy luôn? Giải thích lại. Cái chuyện này rất bình thường các bạn biết không? Có những cái báo cáo á, nó cực kỳ, trong thực tế nó cực kỳ phức tạp. Nó kết hợp với nhiều mà, nó phải chuyển hàng thành cột, cột thành hàng. Phức tạp lắm. Nhưng mà vẫn phải tìm cách, hiểu không ạ? Vẫn phải tìm cách, có khi mấy ngày mới ra một câu truy vấn nữa các bạn, nó phải dễ đâu. Hiểu không? Đây, đây có anh Kiên. Quên cái nãy, từ nãy giờ không hỏi anh Kiên, anh trùm sò đây quên. À. Không, nhỏ hơn nhưng vẫn có khả năng lớn hơn, nó vẫn mua mà. Đúng không? Hiểu ý không?
Tức là tôi chỉ không mua ở trong cái đợt đấy thôi. Nếu mà em sửa nhỏ hơn á thì vẫn có trường hợp không, đang lỡ mua lớn hơn thì sao? Hiểu không? Đấy, hiểu đi không? Ơi theo ba coi như là cho mình là mình sử dụng, mình sử dụng câu lợi nót thì chiên nó mình nót thêm nót thì chiên được không? Không được, bởi vì sao? Tại vì cái này trả về nhiều phần tử. Bitcoin cái nào bây giờ? Cái này mã mà em đâu biết mấy đến mấy đâu mà Bitcoin. Đây cho coi nè. Từ 2 tới 4 nhưng mà chưa chắc, lỡ có ông 7, ông 9 gì đó thì sao? Thì cái này là Bitcoin là không có được. Bitcoin nên hả? Mình qua đi đọc Bitcoin trong cái ngày này. Cái này hả? Không, tại vì nó Bitcoin đâu được, nó chỉ không mua từ ngày này trở về sau thôi. Hiểu không? Cái đây thì à, ý là bạn là bảo là ở trong này nó tương tự với nhỏ hơn một cái một cái cũng vậy thôi. Ở làm thế thì nó dư, nó dư năm đỡ nhiều người có mua cái nó sẽ đi chơi, cái nó sẽ có người mua trước, có cả người mua rồi có người mua vẫn liệt kê, có người chơi nha, cái nó bị chi nó luôn thì đó là sai, cái đó là sai. Không, cái có hiểu gì bạn sửa cái này nè. Thì bạn sửa cái này thì nó chỉ nằm trong câu lệnh này thôi, em hiểu không? Hiểu không? Nó chỉ nằm trong câu lệnh này thôi. Nhưng vấn đề mấu chốt của ta sẽ là nằm câu lệnh này, đúng không? Ok, cái này là để lọc gì đây? Lọc những người mua từ ngày đến ngày này, xong tôi phủ định nó đi, hiểu không ạ? Thì chính là cái gì? Không nằm trong này thì là cái ông không mua. Còn trong này bạn xử lý cốt thì tùy bạn. Bạn lấy là Bitcoin từ ngày này đến get day, đến ngày hôm nay cũng được, hiểu ý không? Ờ, thì nó chỉ nó không khác mấy, nó không khác, nó chỉ dư thêm tí thôi. Thế mà ý đấy cũng là một cái ý của bạn, đúng không? Ừ. Chưa xong mà. Rồi bây giờ mới xong. Ờ, đến trung bình là tính được trung bình là xong rồi đúng không? Rồi bây giờ đến sao nữa nè? Select có cái lượt mua, có số lượt mua thì vẫn phải là gì? Có lượt đặt mua nhỏ hơn lượt đặt trung bình sản phẩm, vẫn phải đếm theo số lượng nữa. Vậy select cái gì đây? Select mã sản phẩm, tên là phải choi đấy nha, đúng không? Rồi phải choi đấy. À, cái gì nhỉ, hóa đơn chi tiết đúng không? Cái này là khảo khảo cao gì cũng được, cao sao cũng được, mã sản phẩm đi. From gì đấy hả? Rồi để choi đúng không? Choi đây, cái này cô để là CT, choi phải bảng là sản, đây S CS đi đó, on gì ạ? C chấm mã sản phẩm. Group by, cái này là phải group by. By theo tên đúng không? Tên thì ta để là S chấm mã phẩy S chấm tên phẩy cao, đúng không? Cái này là F chấm mã C chấm rồi, cái này để C group by C đi ha. Group by hai anh này, nhớ là cả hai anh này nhá. Ok, được chưa? Cái này thì đếm như cái nãy, bỏ cái tên vào đây đúng không? Rồi, bây giờ cái này phải là gì đây?
Having. À, chính xác, having. Không thể nào wear được. Having, cao, nhớ lấy cao luôn các bạn ạ. Nhỏ hơn. Ai có ý kiến nào nó hay hơn không? Tiên có ý kiến nào hay hơn không? Không, các bạn đôi khi bạn có những ý kiến hay hơn. Chuyện bình thường nhá, cái đấy cô rất welcome nếu các bạn hoan nghênh nếu các bạn đấy đó. Có hai ông này đúng không? Khi nãy ta search ra hai ông này. Là hai ông này là đúng rồi. Đấy, ta coi cái có đúng không là ta search vào đấy. Là đúng, có hai ông, có bốn, có hai là đúng không? Thế nhỏ hơn, thế là đúng rồi. Có ai có ý kiến nào hay hơn không? Có cái nào mà ngắn hơn thế này không? Không, của quan em còn dài hơn luôn. Vâng, dài hơn. Ok. Tại vì mình còn đặc biệt với mặt tờ nữa. Tụi nói của anh thầy nó ngàn ngàn. Chứ có tờ này không cho. Mình gọi cho cô tên em bảo tờ nó nhạc tới đặc thử thôi. Đặc thử nó ra không? Thì tại vì thế này nè, bản chất câu lệnh mà lồng nhau nhiều cấp á là nó chạy chậm, hiểu không? Đấy, câu lệnh chạy nhanh nhất là câu lệnh select được một bảng thôi. Còn bắt đầu các bạn choi nè là bắt đầu lăn chậm hơn tí nè. Rồi các bạn lông nè, lông nhiều cấp nó chạy sẽ lâu hơn, đúng không ạ? Rồi bây giờ dừng cái này lại nhé.